Xin chào toàn thể anh em nhá. Chỗ em này đang mưa lụt, anh em nhìn nước đây. Này, đồng ruộng lúa này. Sông đây. Đấy, nước ngập mênh mông. Hôm nay là một buổi tối rất là lý tưởng để đi soi cá táo đêm anh em ạ. Tại vì mưa ngập thế này là rắn ở đất ẩm ướt hết rồi, rắn sẽ lên cây anh em ạ. Bây giờ em đang tìm đường để sang bên kia để xoay búi tre bên này này. Khá xa, nước đầy quá, đang tìm đường sang đây. Mời anh em cùng đồng hành cuộc hành trình sơn giáo của em nhé. Nước mênh mông. Đây rồi anh em ơi, bắt đầu đã có thành quả buổi tối ngày hôm nay rồi nhá. Ui ôi, sâu thế anh em ạ. Đây này, nội nước này, ướt hết quần áo rồi. Rồi con rắn đúng là khoai anh em ạ. Em đầu tiên đã ướt quần áo này rồi. Đây anh em ơi, anh em nhìn nước đây, sông suối nước chảy mênh mông. Nên buổi tối nhặt con rắn cũng khoai lắm anh em ạ. Nó bị kẹp lại hung dữ lắm. Anh em thấy địa bàn xoay này, nước ngập mênh mông. Đi xoay như thế thì tỷ lệ ăn hàng rất là cao anh em ạ. Mỗi tội là lội hơi khổ một chút thôi. Em xin mời tất cả anh em cùng đồng hành buổi tối hôm nay để đi bắt rắn cùng em nhé. Đây lại đến khu đồng có mấy bụi tre anh em ạ. Tại khu đồng nước ngập lụt anh em nhìn này. Nên soi bụi tre rất là đẹp. Anh em ơi. Lại tiếp tục thấy hàng rồi nhé. Đây này. Anh em nhìn rắn ráo kìa. Đấy, chỗ anh đèn em này. Một con. Bụi đẹp bên này thấy mỗi con. Đây còn sửa bụi nữa. Ôi anh em ơi, đây còn nữa này. Ôi trên kia, trên cao còn nữa này. Chỗ anh đèn em này, nhìn nó khó, nhìn hơi màu một chút nhưng mà không là gì được. Kẹo không với được anh em. Nhưng mà con này thì làm được. Đây còn dưới thấp rồi. Con này giờ phải tiến hành kẹp thôi anh em. Nước này đầy thế. Ôi anh em ơi, đây để em tiến hành em kẹp nó nha. Sáng bóng thế.
không được, lộng lẫy. Nhưng mà bây giờ sẽ tiếp tục kẹp con thứ hai. Anh em ơi, kìa, ui, làm dài người rất dễ được kẹp anh em. Hai con anh em nhìn kìa, hai con gần nhau nhưng mà chỉ xử lý được một con thôi. Định chạy trước. Anh em ơi, con kia vẫn ở kia. Vẫn thấy anh em đang muốn cần chút chuột anh em. Nó chui cành tre này rất là khó bắt gai của con người này. Đã được. Anh em nhìn cái nước nó ngập mênh mông thế này thì con rắn nào chả phải lên cây đúng không? Khổ lỗi là ngủ trên cao quá, có kẹp cũng không làm gì được anh em ạ. Kẹp không kẹp tới. Anh em thấy cái kẹp tiện dụng không? Bình thường để kẹp rắn còn bây giờ để làm cây dò đường đi. Chỗ này thụt hơn đấy. Thụt hơn là sâu hơn. Ừ thì sâu hơn nó bật thụt xuống này. Lấy ở đây đôi con nó thò đầu bên này mà. Ta đang ngủ dưới này, ngủ dưới kia. Nó phải ngủ quay dưới suối chứ này. Cái gì cháu vọt, nhiều thế. Cháu vọt nếu mà gần kẹt hết. Đây con rắn nãy là rút vào bụi đâu đây này, nhưng mà rộng lắm. Không, động rồi thì chắc là sẽ sang đây. Vừa nãy rìa bên là thấy rắn rồi, động cho quay sang bên này nhưng mà do nó nước quá ngập lên, bụi thì rậm nên rất là khó soi anh em ạ. Anh em ơi, cuối cùng cũng thấy được một con. Lại đi bên kia thì thấy mấy con bên này nhưng mà do một cái mương sâu lên không làm gì được. Giờ lộ sau này soi thì mới thấy được mỗi một con đâu.
Con này thì tiến hành kẹp vào thôi anh em ạ. Mắc cả cành tre rồi. Mày quá anh ơi. Không bị sấy. Tại vì mắc cành tre. Mắc cành tre anh em lôi phải vừa lôi vừa giữ dây cơ. Thả dây ra là nó cành tre nó kéo tuột mất kẹp ngay. Đồng ngập mênh mông nước này. Đây nha, quá đi xoay vào đây anh em ơi. Cái lần đó rất là chắc.